Hello nha, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì là em khuyến mại cho các bác một chiếc âm bần y săn xui và một số hàng trưng bày thanh lý đến cho các bác. Thì các bác hãy xem hết clip này nhá. Thì ngày hôm nay thì em có 3 chiếc, hôm sau em tiếp tục lên sóng cho các bác những mẫu sản phẩm sau. Và đầu tiên là chiếc âm bần y săn xui, hàng của Nhật Bản đây. Hàng này là hàng của Nhật Bản nhưng mà chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc các bác nhá. Đây là săn xui này, logo và chữ Nhật ở đây. Đấy. Và sử dụng mạch có đắt hắc các bác nhé, rất là đẹp các bác ạ. Em sẽ tháo cái này ra để cho các bác cùng xem bên trong là nó như nào. Giá rất là rẻ thôi, hôm nay vừa bán vừa tặng các bác nhé, chỉ có một cái thôi, chỉ có một cái, các bác nào nhanh tay thì có các bác nhé, chậm là hết, không lại bảo em là bán hàng là không uy tín. Chỉ có một cái thôi. Đấy, các bác có thể nhìn cái vỉ mạch của nó rất là đẹp. Tản nhiệt là bằng đồng các bác nhá. Tản nhiệt bằng đồng, mạch này cực kỳ là chất lượng cực kỳ cao này. Giá là cực sốc. Khẳng định với các bác không ai bán được cái giá như của em. 2.700.000 đồng chiếc âm ni Nhật Bản, hàng sản xuất tại Trung Quốc, không phải sản xuất tại Nhật Bản các bác nhá. Chạy điện 220 bình thường. Đấy. Dòng này là dòng xuất khẩu, không phải dòng nội địa của Nhật Bản. Và tiếp theo đó là một chiếc lân tiếng TZ Acoustic mới tinh, vừa em mới bóc đây. Đây là hàng khách bom, đặt nhưng mà không lấy. Rất là ok các bác nhá. Chiếc lân tiếng này thì mới tinh, chưa có lốt vân tay nên. Đấy, bây giờ nó có lốt vân tay. Đấy. Hiện tại em để cho các bác cái mức giá là 780.000 đồng, lỗ vốn các bác nhé. Chiếc lân tiếng cực kỳ đẹp của hãng TR Acoustic, hàng loại 1 Trung Quốc, có cả tem cà cà đây. Thì vừa nãy em cà mất rồi, vẫn check được ra mã vạch các thứ đầy đủ hết, đeo hàng chính hãng đây, nhưng mà nó là hàng loại 1 các bác nhé. Ok, âm ni là cái chiếc lân tiếng này lấy các bác 780.000, và chiếc cục đẩy này 2.700.000. 2.700.000 rất là đẹp các bác nhá, máy cực kỳ khủng bố, nhìn rất là gấu, rất là to bản. Chiều sâu nó khoảng gần 50 cm, bề ngang này là 50 cm các bác nhá. Đấy, khoảng 50 cm các bác. Đấy. Và còn một cái cuối cùng, nó trước là chiếc âm ni Jaguar 203 L, hiện tại là em đang thanh lý được của khách. Thì các bác nào có nhu cầu thu cũ đổi mới thì cứ alo cho em. Cái chiếc âm ni này thì là thanh lý hộ thôi, là 500.000 các bác nhá, chỉ 500.000 đồng thôi. Đấy. Rất là rẻ đúng không các bác, 500.000 đồng một chiếc âm ni. Chiếc nhà bác nào có những chiếc âm ni mà muốn có nhu cầu đổi lên những chiếc cục đẩy công suất hoặc là những thiết bị cao cấp hơn thì vui lòng liên hệ qua số hotline 0708 761 88 cũng nhá. Chiếc âm ni này em báo giá lại này, âm bần y 203 500.000 đồng, cục đẩy săn xui 2 kênh, công suất là cực đại 700W một kênh, để cho các bác là 2.500.000 đồng. Và chiếc lân tiếng TZ Acoustic hàng loại 1 là 780.000 đồng các bác nhá, rất là ngon rẻ bỏ rồi. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Các bác nào quan tâm các sản phẩm khác của bên em thì vui lòng liên hệ cho em. Xin chào gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau. Các bác nào còn chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh cho em để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em nhé các bác nhé. Em bán giá hợp lý đến cho các bác. Ok.